Một chủ đề vô cùng đặc biệt, Kỳ Lân xin phép review một chiếc iPhone được đúc từ vàng khối A750 đến kim cương, trị giá trên 200 triệu đồng. Chiếc điện thoại iPhone này, thân vỏ này được đúc từ vàng khối bằng y đúc ra A750 và đính kim cương, điểm nhấn trên những chi tiết như là viền mắt camera, nút âm lượng, ổ SIM chung rung và nút nguồn, quả táo bằng vàng nguyên khối. Hơn nữa là cái phần lưng này đã được làm bằng da cá sấu nhập, và cũng có nhiều phiên bản đặc biệt khác nữa, đó là y chang như vậy nhưng phần lưng này Kỳ Lân sẽ giữ lại nguyên bản. Còn đây là phiên bản đặc biệt hơn, Kỳ Lân đã thay phần lưng thành phần da.